Hello, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Series Channel. Thì đây là video đầu tiên trong chuỗi series hướng dẫn cách làm một cái game bắn súng góc nhìn từ trên xuống của mình. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái game engine mình sẽ sử dụng, đó chính là Unity. Và một vài tựa game nổi tiếng được làm từ Unity có thể kể đến như là Genshin Impact. Thực ra là chắc là mình không cần nói quá nhiều về tựa game này rồi đúng không ạ? Một tựa game vô cùng thành công năm 2019-2020. Và tiếp theo là một tựa game khác mà được phát triển bởi những nhà làm game độc lập mà mình vô cùng yêu thích, đó chính là tựa game Kerber Space Program. Đây là một tựa game về vũ trụ. Và ok, để sử dụng Unity thì rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần vào Unity, trang chủ unity.com và tải Unity về. Và Unity là một phần mềm trả phí nha. Nhưng mà mọi người đừng lo lắng, mọi người hoàn toàn có thể sử dụng Unity cho đến khi đạt doanh thu là 100.000 đô trên một năm. Nhưng mà thực chất thì nếu mọi người đạt doanh thu này thì chỉ cần trả tiền thôi. Ok. Rồi, thì sau khi tải Unity về thì nó sẽ có một cái là Unity Hub Setup. Thì mọi người cứ cài đặt như bình thường. Và sau khi cài đặt Unity Hub thì mọi người mở Unity Hub lên nha. Thì đây sẽ là nơi chứa những con game mà mọi người đã tạo. Và nếu như mọi người cài lần đầu thì nó sẽ có một cái bảng hướng dẫn ở đây, thì mọi người chỉ cần làm theo hướng dẫn của Unity là được. Ok. Hoặc là mọi người có thể bỏ qua cái phần đó và phần install ở đây này. Đó. Và chọn install editor. Thì mọi người có thể chọn bất kỳ cái phiên bản nào mình thích, mà tốt nhất là nó nên có chữ LTS là long term support ở đây. Hoặc là mọi người cũng có thể cài một cái phiên bản giống như tôi là 2021.3.18F1 ha. Ok, và sau khi cài xong thì mọi người vào phần Asmodee ở đây này, ở bên phải của cái phiên bản, và cài thêm giúp tôi là Microsoft Visual Studio. Đó, thì đây sẽ là nơi mà chúng ta code, chúng ta làm những cái dòng lệnh, ok, để điều khiển cái game của mình ha. Và nếu mọi người có muốn cái tựa game mình chạy trên Android, chạy trên điện thoại và Android hoặc iOS, thì mọi người cứ tích thêm Android Boot Support và iOS Boot Support nha. Ok. Rồi, sau khi đó chúng ta sẽ qua phần project này. Và chúng ta đương nhiên rồi, tạo một cái project mới, một tựa game mới. Và mọi người cũng có thể vào cái phần sample hoặc là learning ở đây. Đó, thì nó sẽ có những cái tựa game mà Unity làm sẵn cho chúng ta. Mọi người có thấy là một cái tựa game bắn súng ở đây luôn này. Đó, thì chỉ cần tải về và xem thử là Unity nó hoạt động như thế nào thôi. Và ở đây thì tôi sẽ tạo một cái mới hoàn toàn nha. Và tôi sẽ đặt nó là top down shooter. Ok. Tạo project này. Và trong thời gian mà chờ đợi Unity tạo một project mới cho chúng ta, thì tôi sẽ bật mí cho anh em tại sao Unity nó lại mạnh mẽ đến như vậy nhé. Ok, thì đầu tiên anh em lên mạng nè, anh em search một cái gọi là Unity Access Store. Đó. Thực ra nó không phải bí mật gì lớn đâu, nhưng mà nó là bí mật tại sao Unity nó lại mạnh mẽ như vậy. Bí mật riêng của nó ha. Thì Unity nó có một cộng đồng vô cùng lớn, những nhà phát triển game, những designer, những nhà tạo âm nhạc. Và nếu anh em lên đây thì đây là nơi chứa những cái asset hay những cái tool để anh em có thể tạo ra cái tựa game yêu thích của anh em. Và với Unity anh em hoàn toàn có thể tạo ra một tựa game giống như là Flappy Bird, giống như là một tựa game 2D, hoặc kể cả những tựa game bắn súng mà không cần code anh em nhé. Không cần code, anh em chỉ cần tải những cái asset này về và điều chỉnh lại theo ý muốn của anh em là được. Đó, đó là lý do tại sao mà Unity nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Và sau khi Unity đã tạo một project mới cho chúng ta, thì đây chính là giao diện chính của Unity ha. Tôi sẽ giới thiệu sơ cho anh em. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có ở giữa màn hình là hai cái tab, một là Screen tab và cái thứ hai là Game tab ha. Screen tab là nơi mà chúng ta sẽ thiết kế cái game của chúng ta. Đó. Và cái Game tab sẽ là nơi chúng ta chơi thử cái game ha. Ok. Và bên trái màn hình chúng ta sẽ có một cái gọi là hierarchy. Đây sẽ là nơi chứa những cái game object, hoặc nói đúng hơn là những cái vật thể mà chúng ta để trong cái game của mình. Đó. Và nếu anh em chọn, ví dụ như ở đây nó có sẵn một cái game object là main camera. Đó. Thì nói ngắn gọn, main camera nó sẽ là nơi để giúp cho người chơi thấy được những cái gì có trong game của chúng ta. Đó, vậy thôi. Thì hiện tại đâu có, không có gì hết, nên là main camera nó là một cái màu xanh này.
đó. Hoặc là anh em cũng có thể chỉnh cái màu của man camera thành một cái màu khác, ví dụ là tôi chỉnh sang màu xám xám nha. Đó, ok. Và bên phải màn hình sẽ là nơi chứa những cái thông tin, những cái component của cái game object đó, và được gọi là inspector ha. Đó, ok. Ví dụ thì trong Unity nó hoạt động theo kiểu là component. Ví dụ như là main camera này nó sẽ chứa những nhiều cái component khác nhau. Đây là gọi là component nha, là cái thành phần của game object đó. Và ví dụ như là chúng ta có một cái component là transform ở đây, thì anh em có thể điều chỉnh cái vị trí của main camera này bằng cái việc là điều chỉnh cái transform. Ví dụ như là tôi muốn nó dịch sang trái một xíu thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái x này. Đó, ok. Rồi, tiếp theo sẽ là ở dưới màn hình sẽ là nơi chứa những cái access của chúng ta. Và nói đơn giản thì access là nơi chứa code, nơi chứa hình ảnh và nơi chứa âm thanh chúng ta sử dụng trong game. Đó. Và tôi cũng muốn giới thiệu với anh em về một cái, đó là khi mà đi làm ở các studio, đi làm ở những cái công ty game á, thì thường nó sẽ chia, có một cái gọi là chia cấu trúc folder. Đơn giản là nó sẽ đánh dấu những cái folder dễ, đặt tên những cái folder để chúng ta có thể dễ làm việc hơn thôi. Đó. Thì ví dụ như là anh em có nhạc á, thì anh em sẽ để nhạc đó trong một cái folder gọi là audio. Đó. Và nếu anh em có hình ảnh thì anh em sẽ để cái hình ảnh đó trong một cái folder gọi là private. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Rồi. Một cái nữa ha, là nếu mà có code thì chúng ta sẽ để trong script. Rồi. Và trong phần này, trong video này thì mục đích chính của video là giới thiệu cái project của chúng ta sắp làm, cũng như là giới thiệu những cái cài đặt cơ bản của Unity. Nên là chúng ta sẽ không code đây nha. Ok. Và để thực hiện một cái game thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần có hình ảnh của những cái nhân vật, cũng như là cần âm nhạc của nhân vật. Thì tôi đã chuẩn bị sẵn một cái access ở đây, một cái mà tôi đã tải trên mạng. Thì anh em hoàn toàn có thể tải cái access này về và làm thử. Tôi sẽ để cái miêu tả ở dưới phần bình luận nhé. Alo, tôi sẽ để cái phần access đó ở dưới phần bình luận. Và ok, thì nó sẽ gọi là gói 2D Animator Vector Game. Đây là access free nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng một cách thoải mái nhé. Ok. Rồi, tôi sẽ copy vào trong Spreadsheet này. Đó. Rồi, và có một cái tip như thế này, và rất nhiều anh em hỏi tôi rằng, đó là khi mà code trong Visual Studio thì nó không có gợi ý cho chúng ta những cái từ khóa, đúng không? Đó, thì để mà sửa cái lỗi đó thì anh em vào Edit nhé. Edit bên góc trái trên màn hình này, anh em chọn Preferences. Ok, không biết tôi có phát âm đúng hay không nhưng mà bỏ qua đi nha. Ok, anh em vào, anh em chọn Extend the Tool ở đây nhé. Đó, Extend the Tool. Và anh em chọn cái Open by File Extension. Mặc định nó sẽ không có gì hết, có nghĩa là Unity nó không có liên kết với một cái chương trình nào bất kỳ hết. Và anh em chọn giúp tôi là, nếu anh em sử dụng Microsoft Visual Studio 2022 thì anh em chọn cái này. Nó, và nói chung là anh em muốn chọn cái nào cũng được, anh em cài đặt quen cái nào thì anh em sử dụng cái đó ha. Rồi, tôi sẽ chọn cái 2022 này. Đó. Và tắt nó đi thôi, chỉ cần save và tắt nó đi thôi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần nền tảng nhất của Unity anh em nhé. Đó là nếu mà anh em muốn tạo một cái nhân vật trong game của chúng ta, hoặc là cái vật thể xung quanh cái nhân vật đó, thì rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần vào cái access mà chúng ta, mà anh em vừa tải của tôi, hoặc là anh em cũng có thể tải và cài đặt một cái access nào đó bất kỳ trên mạng. Và ví dụ như tôi muốn thêm một cái nhân vật đó, thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần kéo cái hình ảnh của cái nhân vật mà chúng ta vừa tải về, kéo lên trên skin tab này. Đó. Vậy là chúng ta đã xong một cái game với một nhân vật. Ok. Rồi, thì anh em để ý tôi, đó là khi mà anh em kéo một cái vật nào đó bất kỳ lên skin tab thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái game object ở bên trái màn hình này, ở hierarchy này. Đó, và tôi sẽ đặt tên nó là player đi ha. Ok. Và khi mà tạo một cái game object như vậy thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái khi mà tạo ra một cái game object như vậy thì anh em để ý là khi anh em ấn vào cái game object đó thì nó sẽ có bên phải cái inspector này,
nó sẽ có hai cái component cơ bản. Thứ nhất là cái transform và cái thứ hai là spiral renderer. Spiral renderer này đơn giản là nó sẽ quản lý cái hình ảnh của anh em. Đó, ví dụ như là ban đầu thì cái hình ảnh nó là như vậy. Nếu anh em muốn thay đổi cái hình ảnh của nhân vật thì anh em có thể kéo một cái hình bất kỳ lên này. Đó, và thả vào cái spiral ở đây. Đó thì nó sẽ thay đổi cái hình ảnh đó thôi. Đơn giản là như vậy. Ok. Tiếp theo thì khi mà anh em bất kỳ, ok, tiếp theo là sẽ đến cái phần transform nhé. Thì bất kỳ một cái game object nào bên Hierarchy nó đều sẽ có, phải có một cái component cơ bản là transform, là cái này. Cái này sẽ làm cái gì? Thứ nhất là anh em có thể thấy là nó sẽ có một cái là position. Đây là vị trí của nhân vật trên cái game của chúng ta này nha. Đó. Ví dụ trong game chúng ta đang tạo là game 2D thì nó sẽ có vị trí trên hệ chụp tọa độ OXY này, OX và OY này. Ok. Và nếu anh em tạo game 3D anh em có thể ấn ở đây thử cái chỗ 2D này. Anh em có thể ấn ở đây thử thì nó sẽ ra cho chúng ta đó là cái skin trên game 3D này nhé. Ok. Đầu tiên là position. Thì anh em có thể thay đổi vị trí của nhân vật của chúng ta bằng việc thay đổi position ở đây. Và anh em có thể kéo position này. Đó. Hoặc anh em có thể sử dụng cái tool ở bên trái màn hình. À, có cái là move tool thì anh em có thể thay đổi vị trí của nó ha. Đó. Ok. Tiếp theo sẽ đến là rotation. Thì tôi sẽ cũng sẽ rotate thử cho anh em xem cái rotate nó sẽ như thế nào. Đơn giản là nó thay đổi cái góc của cái vật thể của chúng ta thôi. Đó, ok. Và cái cuối cùng là cái scale. Đơn giản là nó sẽ thay đổi cái độ lớn của cái hình của chúng ta, cái vật thể ha. Ví dụ tôi muốn nó to ra trên hệ trái và phải thì tôi sẽ để nó là 5 này. Đó, cái đầu nó sẽ to ra. Ok. Rồi để ban đầu đi, xúc phạm người làm hình ảnh quá. Ok, đó là phần nền tảng nhất của Unity khi mà anh em tạo một cái vật thể bất kỳ. Và bây giờ nếu mà anh em muốn thêm cái khung cảnh xung quanh cho cái game thì anh em có thể vào tương tự thôi, anh em vào tạo, anh em kéo cái cục đá này lên này. Đó. Ok. Xong. Và bây giờ chúng ta đã có một con game với một nhân vật và ba cục đá. Ok. Thì đó là cách mà chúng ta có thể tạo một cái nhân vật hoặc là cái vật thể trong Unity anh em nha. Và nếu như anh em là một chóng ngoan bác hồ giống như tôi thì anh em có đủ tức tính đó là cần kiệm liêm chính chí công vô tư đó, và cái cần cù là cái đứng đầu luôn á, thì anh em có thể kéo từng cái cục đá lên như thế này đó, chừng nào nó xong cái game của anh em thì thôi, đơn giản đúng không nào. Ok. Và thực ra thì cũng rất nhiều game họ sử dụng như vậy. Cái cách này không phải là quá lâu đâu anh em nha. Đó, thực ra có nhiều game họ sử dụng như vậy. Nhưng trong Unity tôi muốn giới thiệu với anh em một cái để có chúng ta có thể design map, chúng ta có thể vẽ những cái vật thể này một cách nhanh hơn. Đó là bằng việc anh em sử dụng một cái gọi là tileset anh em nha, tileset. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần tileset đi. Đầu tiên thì để tạo tileset anh em chọn window này. Window 2D này. Đó, và chọn type body nhé. Đây thì nó sẽ hiện lên một cái tab cho chúng ta. Tôi sẽ để bên phải đi cho nó dễ nhìn. Rồi. Đầu tiên thì để là sử dụng tileset thì anh em tạo một cái là create new palette ở đây nha. Và tôi sẽ đặt tên nó là background đi. Rồi, create này. Anh em cứ để bình thường thôi. Và tôi sẽ tạo thêm một thư mục nữa gọi là tileset. Ok. Rồi, khi này nếu mà anh em muốn, ví dụ như anh em muốn vẽ cái cục đá này thì anh em ba cục đá ha. Thì anh em kéo ba cục đá này lên trên type palette mà chúng ta vừa tạo. Rồi, bây giờ tôi kéo lên đây. Và tôi để ở phần tài xế luôn đi. Đó, thì chờ nhanh. Rồi, khi này trên type palette của chúng ta đã có hình ảnh của ba cục đá này. Thì anh em nếu mà anh em muốn vẽ cái cục đá này lên trên màn hình thì rất đơn giản. Anh em vào cái phần hierarchy này. Anh em chọn cái 2D object nhé. Và time map này. Rectangle. Đó. Và sau khi anh em đã tạo time map á, thì để vẽ một cái gì đó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần vào cái type palette của chúng ta, anh em chọn chế độ là vẽ ha, và chọn cái hình anh em muốn vẽ và vẽ lên trên này. Đó. Rất là đơn giản đúng không nào. Ok.
Và nếu anh em cảm thấy những cái cục đá này nó nhỏ quá thì anh em có thể thay đổi cái kích thước cục đá, giống như hồi nãy tôi đã giới thiệu, đó là anh em có thể thay đổi cái scale ha. Vì cái time map, những cái cục đá của chúng ta nằm ở trong time map, nên anh em có thể thay đổi cái scale của cục đá, à, của time map đó. Nếu như chúng anh em muốn nó to hơn 5 lần đi thì anh em có thể đổi scale 5 lần như thế này đó, nó cũng sẽ mở rộng cái time map ra kiểu 5 lần như vậy. Ok. Hoặc bình thường thì thật ra tôi không thấy nhiều người sử dụng thay đổi kích thước bằng scale, mà nếu anh em muốn thay đổi kích thước của cục đá này, anh em có thể chọn vào cục đá nhé. Ok, này là vẽ rock 2 đúng không? Rồi, nếu anh em muốn thay đổi cái kích thước thì bên phần inspector của cái hình ảnh, bất kỳ hình ảnh nào nó cũng sẽ có một cái là như thế này. Anh em cũng không cần quan tâm tới những cái khác đâu. Nhưng mà ở đây có một cái gọi là pixel per unit. À, pixel per unit thì dịch ra đơn giản nó là có bao nhiêu pixel trên một unit. Thì nếu anh em, ví dụ như anh em muốn cái hình của chúng ta nó to ra, ok, nó to ra, thì anh em để pixel per unit này nó nhỏ lại một tí. Ví dụ tôi muốn to ra đi, tôi để 100 đi ha. Đó, thì khi này cục đá nó sẽ rất là to. Ok. Và nếu anh em muốn cái pixel per unit nó nhỏ xuống thì anh em chỉ cần chỉnh nó lại thôi. Và ở đây nha, ví dụ tại sao nó là pixel per unit, thì ví dụ cái hình ảnh của chúng ta là 2048 nhân cho 2048, và tôi, anh em có để ý là tôi để pixel per unit là 2048 không? Đó, tại vì một cái ô này chúng ta nó được tính là một unit, thì nếu mà anh em để 2048 bằng với cái ảnh thì nó sẽ vừa vặn luôn với một cái ô luôn nhé. Ok, thì đó chính là cái gợi ý mà tôi để cho anh em. Rồi, ok, trong phần này thì chủ yếu là chúng ta sẽ setup. Tôi sẽ để một vài cái background này lên trình cho nó đẹp đi. Đó, cái white này chắc để lại cái màu vống với cái màu của camera đi ha, nhìn cho nó đẹp. Đâu rồi, ở đây. Đó, anh em có thể đổi màu những cái vật thể trong game của anh em bằng cái Spirit Renderer và chỗ color này. Đó, khi này, ủa, nhân vật người chơi đâu? À, nhân vật ok, tôi cũng muốn giới thiệu với anh em cái này luôn. Đó là khi mà anh em có để ý là cái nhân vật của chúng ta nó đã bị che lấp bởi cái hình mà anh em vừa để lên. Đó, thật ra cái hình vừa tôi vừa để lên. Rồi, ok. Thì anh em có thể thay đổi cái nhân vật để có thể thấy được cái nhân vật bằng cách đó là vào Spirit Render. Và nó có một cái setting ở đây, Addition setting này. Nó có cái gọi là Sorting Layer ở đây nha. Đó, thì mặc định ban đầu nó sẽ là Default và Order in Layer là 0. Anh em có thể thay đổi Order in Layer đây để có thể quyết định xem là cái vật thể nào được nhìn thấy trước và cái vật thể nào nhìn thấy sau ha. Ok, ví dụ như là nếu mà nhân vật, anh chắc chắn là muốn nhân vật nó phải đứng ở trên background đúng không? Tại vì hiện tại là nhân vật đang ở dưới background, thì anh em có thể thay đổi bằng việc là thay đổi nó sang một này. Đó, thì hiện tại nó sẽ thấy nhân vật trước những cái background mà anh em tạo ở đây. Ok, và tương tự với cục đá đi ha. Cục đá, đó, nếu anh em để một đi. Ok, thì bây giờ chúng ta đã thấy nhân vật và những cục đá trước, đằng sau cái background rồi. Đó, qua game này. Ok, rất đẹp. Và anh em cũng có thể thay đổi nó bằng việc là thêm một cái sorting layer mới. Ví dụ là thôi thêm là player ở đây đi ha. Thì với những cái sorting layer nó số nó càng cao, có nghĩa là nó nằm ở dưới này, thì nó sẽ nằm trước cái camera, nó sẽ render trước camera. Đây, tôi sẽ để nó là player. Đó, thì nó sẽ render trước camera ha. Ví dụ như tôi để là trừ 1 luôn, và tôi thể thay đổi cái Y này thành player trừ 1 luôn. Và hồi nãy thì order layer là nó chắc chắn là nó thấp hơn cái này là đúng rồi đúng không? Đó, có nghĩa, nói chung là như vậy đó. Có nghĩa là ok, nói một cách đơn giản thì sorting layer nó càng thấp thì nó sẽ xuất hiện trước camera của chúng ta. Đó, vậy thôi. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái game với một cái background, một con nhân vật và vài cục đá. Ok, thì video này chủ yếu để giới thiệu với mọi người về Unity cũng như là cái project chúng ta sẽ làm sắp tới. Nên là cảm ơn mọi người đã xem video và
Yeah, thật ra là cảm ơn rất là nhiều nếu mọi người subscribe và like cho video. Ok, và hẹn gặp chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ, và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.